lần này tranh cử phó đội trưởng. Chắc chắn là tôi. Sau 2 năm sẽ nỗ lực chịu khó, tôi nhất định sẽ giành được. Thầy ơi, đây là danh sách bài giảng của hôm nay. Tất cả những ai nổi tiếng trong cuốn sách này sẽ đến với chúng tôi. Chỉ cần Chui Chui và anh Gian có thể bị bắt vi phạm thì luật. Từ bây giờ tôi sẽ gọi bạn là Sony. Cô giáo Chui Chui hơi thú cưng trong ký túc xá. Ký túc xá là trường. Đây là một chuyên gia tiêu diệt loài gặm nhấm được phê đặc biệt. Cơ hội tốt và chiến lược thông minh. Được rồi, ai bảo cậu làm báo cáo ngẫu nhiên thế? Nhìn dài hạn thì không có kết quả gì lớn. Sư phụ, cứu con với. Chui Chui đang muốn hại con. Đây là những gì bạn có. Chúng tôi đang nghiên cứu sự phát triển nhanh chóng của thực vật trong quá trình quang hợp. Con người và thiên nhiên chung sống hòa hợp. Nếu bạn dám nói dối về tình huống này một lần nữa, bạn sẽ trong ổn.